Khi nhìn lên bầu trời đêm, các nhà thiên văn cũng như chúng ta đều kinh ngạc bởi số lượng các ngôi sao sáng có thể nhìn thấy trên bầu trời. Từ một vị trí thuận lợi vào một đêm quang đãng, với mức ô nhiễm ánh sáng tối thiểu, một người bình thường có thể nhìn thấy khoảng 2.500 ngôi sao riêng lẻ. Thật dễ dàng để tưởng tượng rằng, tổ tiên của chúng ta nhìn lên bầu trời đêm giống nhau với những ánh đèn hiệu lấp lánh gợi lên những cảm xúc giống nhau, hoặc có thể hơn, mà họ khơi dậy ngày nay. Nhưng mặc dù có vẻ như vũ trụ là không thay đổi, với những ngôi sao sẽ luôn tỏa sáng cho bất kỳ sinh vật nào đủ tò mò để nhìn lên. Nhưng trên thực tế, điều đó khó xảy ra. Kỷ nguyên thiên văn. Chúng ta đang sống trong cái mà các nhà vật lý thiên văn Fred Adam và Gregory Laughlin gọi là Stelliferous Era, có thể hiểu là kỷ nguyên đầy sao, trải dài từ khi vũ trụ 1 triệu năm tuổi đến khi vũ trụ 100.000 tỷ năm tuổi. Khoảng thời gian này là đáng chú ý nhất vì có nhiều thiên hà nhộn nhịp bao gồm vô số ngôi sao sáng đang đốt cháy hydro. Nhưng những ngôi sao lớn nhanh chóng đốt cháy hết nhiên liệu của chúng. Vì vậy, những ngôi sao lớn nhất chết nhanh hơn những ngôi sao nhỏ nhất, tức hàng triệu năm so với hàng trăm tỷ năm. Đến cuối cùng, thế hệ sao cuối cùng sẽ cạn kiệt lượng nhiên liệu hydro còn lại để tiêu thụ. Trong kỷ nguyên Stelliferous, một số ngôi sao siêu lớn sẽ bị diệt vong một cách đáng kể dưới dạng siêu tân tinh. Nhưng hầu hết sẽ biến mất sau khi trải qua một số giai đoạn của quá trình tiến hóa sao. Một khi điều này xảy ra, vũ trụ sẽ chỉ tồn tại bởi một loạt cái gọi là tàn dư sao thoái hóa, bao gồm hố đen, sao lùn trắng, sao lùn nâu và sao nơ trông. Adam và Laughlin gọi thời kỳ này là kỷ nguyên thoái hóa. Giả thuyết rằng nó sẽ diễn ra trong khoảng từ 10 mũ 15 đến 10 mũ 39 năm sau vụ nổ lớn, mà trong đó 10 mũ 39 là số 1 theo sau nó là 39 số 0. Trong khi các hố đen, sao lùn trắng, sao lùn nâu và sao nơ trông đều tồn tại cho đến ngày nay thì trong kỷ nguyên thoái hóa, chúng sẽ thống trị vũ trụ. Tàn dư sao thoái hóa nhìn chung lớn và lạnh hơn nhiều so với hầu hết các ngôi sao trong kỷ nguyên hiện tại của chúng ta. Bầu trời đêm mà chúng ta thấy ngày nay sẽ không còn nữa, thay vào đó là bầu trời có ít ngôi sao hơn và mờ đi rõ rệt. Các sao lùn nâu quá nhỏ để có thể trải qua các phản ứng nhiệt hạch thường xuyên sẽ tạo ra nhiều hydro còn lại trong vũ trụ. Các hố đen sẽ trở nên lớn hơn trong kỷ nguyên thoái hóa, được nuôi dưỡng bởi bất kỳ vật chất nào mà chúng có thể tích tụ, bao gồm cả tàn tích sao thoái hóa khác. Thoái hóa sự sống. Liệu sự sống có còn tồn tại trong kỷ nguyên thoái hóa không? Có vẻ như không đối với sự sống thông thường, hoặc cũng có thể một cách nào đó sự sống vẫn tồn tại. Đặc biệt là các dạng sống thông minh sở hữu công nghệ tân tiến. Theo lý thuyết của Dyson, một nền văn minh tiên tiến có thể tồn tại trong một giai đoạn thời gian vô hạn mà chỉ cần một lượng năng lượng hữu hạn. Một nền văn minh như vậy sẽ biến đổi các giai đoạn hoạt động ngắn bằng những giai đoạn ngủ đông, thậm chí còn dài hơn, dù có thể xảy ra trên lý thuyết. Không chắc chắn rằng liệu sẽ có những kỹ thuật như vậy để khiến các kịch bản ấy có thể xảy ra hay không. Hơn nữa, những giải pháp hữu hiệu có thể không phân biệt được với tình trạng hiện tại của vũ trụ của chúng ta. Nói cách khác, các nền văn minh có thể sử dụng năng lượng từ các hố đen, sao lùn trắng hay sao nơ trông để tái tạo lại vũ trụ. Theo Richard Porger, nhà thiên văn học tại Đại học bang Ohio, vào thời điểm các ngôi sao cạn kiệt nhiên liệu hydro, sự sống như chúng ta biết sẽ không còn lâu nữa. Vũ trụ sẽ bị thiêu rụi và lạnh lẽo và nó sẽ trở nên lạnh hơn theo thời gian. Các ngôi sao lão hóa và tàn dư của các ngôi sao sẽ dẫn đến việc hầu hết các thế giới trở nên quá lạnh lẽo để hỗ trợ sự sống. Các hành tinh trong thời đại này, trong quá khứ lâu đời, có khả năng hỗ trợ các sinh vật lớn sẽ bị đẩy ra khỏi quỹ đạo của chúng, hoặc sáp nhập vào tàn tích sao thoái hóa gần nhất. Hoặc như Porger đã nói, những ngôi sao còn sót lại sẽ ăn thịt con cái của chúng hoặc vứt bỏ chúng.
Điều này có nghĩa là các hệ thống sao như chúng ta nghĩ ngày nay sẽ không còn tồn tại nữa. Trong suốt thời gian của kỷ nguyên thoái hóa, tàn dư của sao và thậm chí là các thiên hà sẽ trải qua một loạt vụ va chạm và va chạm gần. Trong kỷ nguyên hiện tại của chúng ta, những vụ va chạm này thường tạo ra các thiên hà hợp nhất và thúc đẩy sự hình thành sao. Nhưng trong kỷ nguyên thoái hóa, điều này sẽ không xảy ra. Một số thiên hà hỗn loạn, hợp nhất của sát sao bị loại bỏ, vẫn có thể hình thành. Nhưng việc thiếu hydro tự do sẵn có sẽ có nghĩa là các ngôi sao mới nói chung sẽ không tồn tại. Trong nhiều trường hợp, tàn dư sao thoái hóa sẽ đơn giản bị ném vào không gian giữa các thiên hà thông qua các vụ va chạm gần, làm chúng phân tán rộng ra. Giai đoạn cuối cùng của kỷ nguyên thoái hóa sẽ diễn ra theo cách không mong muốn. Vật chất bị mắc kẹt trong các ngôi sao chết, theo nghĩa đen sẽ vỡ ra, với neutron phân rã thành proton, electron và phản neutrino. Bản thân các proton theo giả thuyết có chu kỳ bán rã cực kỳ dài, khoảng 10 mũ 34 năm. Nhưng theo như chúng ta biết, thời gian đó được định sẵn đến trong kỷ nguyên thoái hóa, khiến sao lùn trắng, sao lùn nâu và sao neutron chỉ đơn giản là suy thoái và tàn lụi. Cuối cùng thì các proton cũng tan biến. Tại thời điểm này, vũ trụ sẽ bao gồm vô số bức xạ tự do, các hạt hạ nguyên tử và vô số hố đen. Những hố đen này sẽ hoàn toàn thống trị trong kỷ nguyên sau và được gọi là kỷ nguyên hố đen. Mặc dù không thể xa hơn và ở một số cấp độ, rất đáng lo ngại khi nghĩ về kỷ nguyên thoái hóa, một ngày nào đó sẽ qua đi. Và kỷ nguyên thoái hóa chắc chắn là một chủ đề hấp dẫn để suy ngẫm. Đặc biệt là xem xét xem, vũ trụ trong tương lai sẽ khó nhận ra như thế nào so với vũ trụ vốn đã kỳ quái mà chúng ta biết đến hiện nay.